Đây tôi nhảy chút lăng rồi. Ô, hết nè nè, khát luôn nhảy. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng hai anh Lào này đi cắm câu và câu cá. Hiện tại mình đang ở Lào và đang ở tỉnh Bát Xế Lào. Hôm nay anh em cùng nhau đi xuống cái gọi là Hội Pà Lai, tức là đây là một cái tên của con suối nhá. Và mình trên con đường đi thì nó cũng hơi khó và trải qua nhiều cái đường sình lầy nên mình phải đi xe máy đi. Và đây các bạn có thể quen thuộc những chiếc xà leng, đây gọi là những chiếc xà leng nhé, chiếc ba bánh này rất là quen thuộc ở trên đường Lào. Và mình đi trải qua được một đoạn thì bắt đầu mình đi vào trong cái đoạn đường rừng cao su. Đường trong này thì nó cũng rất là khó đi vì là nó mới mưa xong nên nó bị sình lầy rất là nhiều, đi cũng hơi bị khó tí, hay bị trơn trượt. Từ cái chỗ mình xuống tới cái chỗ khu vực suối câu cá này nó khoảng 10 mấy cây nhé, khoảng 10 đến 15 cây. Đó, và trong thời gian mình đi có khoảng 30 phút thì mình đã tới được cái khu vực câu cá. Tới đây thì các bạn thấy không? Mình thì câu bằng mấy cần máy, nhưng mà hai anh em Lào này thì người ta sẽ dùng những cái cần câu cắm. Và lúc đầu video người ta buộc phải chờ sau cái đít xe đó. Đây là những cái cần câu cắm để người ta sẽ đi cắm dọc cái bờ suối này, vì thường người ta hay câu như vậy và hay được cá trạch. Nên bây giờ người ta sẽ chỉ có câu cắm kiểu đó thôi nhé. Người ta câu khoảng 5-7 chục cần gì đó, người ta cắm một lượt đều xong rồi khi người ta quay lại thì người ta sẽ đi kiểm tra cần và lại quay lại, và đến đâu thì có cá thì người ta gỡ cá và mắc mồi mới cắm tiếp. Và người ta cứ làm như vậy có khoảng 2 đến 3 vòng. Và hai anh này đi gỡ cá thì cũng được khá nhiều cá, nhưng mình không thể đi theo mình quay video được vì mình còn chỉ cần ở đây, với lại mình có nhiều quá mình đi không được nhá. Ở đây là những con cá ở gần. Ở đây thì đa phần là câu được những cá trạch. Ngày nay thì có khoảng được 3-4 ký cá trạch gì đó nhé. Đó. Mọi người thấy không? Toàn cá trạch thôi. Câu cắm này mới câu mồi giun thì chủ yếu toàn cá trạch. Ở Lào thì họ sống còn rất là đơn giản nhé mọi người. Chỉ có đi ra suối, ra rẫy bắt con sâu, con cá về làm chén chấm, vậy là ăn với xôi, chấm với xôi là cũng xong bữa nhé. Đây con giun, đây cái anh này là đang móc con giun vào để chuẩn bị cắm câu lại. Và cứ thế cứ đi vòng lại nhé, cứ móc mồi thì lại có cá thì lại thay mồi, và vòng đi vòng lại vậy. Nhưng mà công nhận người Lào thì mình thấy người ta rất là chịu khó, ngâm nước cả ngày luôn. Mình thì mình không quen, mình không chịu được như người ta. Người ta quen cái cuộc sống như vậy rồi nên là người ta chịu cực sông nước rất là giỏi. Và ở đây thì hầu như là sông suối tự nhiên thì còn rất là nhiều, đi đâu cũng gặp sông, đi đâu cũng gặp suối. Còn sông thì chỉ có dòng sông Mekong ở trên phía trên gần tỉnh Bát Xế thôi nhé. Còn mình ở dưới thì hiện tại mình ở dưới huyện. Cái huyện này thì các cái dòng suối cỡ này thì cũng rất nhiều, đi đâu cũng gặp suối hết. Suối này thì có cả cá chê, cá lăng, nhưng mà mình câu cũng khó dính đúng nha mọi người. Và đây mình dính được con ốc này, ngồi mãi dính lên được con ốc. Và đây thành quả của hai anh người Lào ngày hôm nay đấy nhá. Còn bên phần mình thì chỉ được vài ba con thôi, còn hai anh đi thì được rất khá là nhiều. Và giờ đến giờ trưa rồi thì mình là xong rồi, bắt buổi trưa đến là vừa làm nướng luôn, làm ngay tại chỗ để lấy đồ ăn cơm. Hết kinh khẩu luôn. Bình đây tô sáng tô nó chắc tô rồi. Con trạch này cũng tương đối, cũng chưa phải to nhé. Ở đây có trạch, trạch to nữa. Trạch khoảng nửa ký cũng có. Nhưng ngày nay cắm câu thì cũng được. Được khoảng
2-3 ký gì đó. Buổi sáng còn buổi chiều nó sẽ cắm tiếp, giờ sẽ làm cá ăn cơm và chiều sẽ cắm tiếp nhé. Đốt đống lửa để nướng luôn. Giờ nào hồi nãy em thấy ông chuẩn bị cao su rồi, nhét cái dây cao su trong túi rồi, thủ theo dây cao su rồi. Bây giờ đã kiếm được ke que và đã sẽ nẹp con cá vào và nướng nhé. Sẽ nẹp vẻ cong đi cong lại. Chéo nhá, chú cưa mà. Muối muối ớt cực ngọt và đem theo để vừa chấm mà vừa để ướp vào và con cá. Khi than đã đỏ rồi thì người ta sẽ nướng cá, nhưng người ta sẽ nướng từ xa nhé, nên từ bên ngoài chỉ hơi nóng vào con cá thôi. Đấy. Rồi đây là xong bữa cơm của mình. Bữa cơm trưa này của mình là cá mới được câu lên và sôi. Mình sẽ dùng cái đũa này nhá. Cái chạch chắc nhỉ. Ôi thịt chắc ghê. Chín lẩu rồi. Ừ ra, cái này điệu chú hộp lên chứ. Chú hộp. Chú hộp. Bữa trưa nay bữa cơm của mình là cá chạch nướng và ăn với xôi, ăn với cơm Lào đấy. Người ta, ở đây người Lào thì chỉ ăn xôi thôi nhá. Và các bạn xem video cảm thấy vui thì cho mình một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về cuộc sống ở con người trên đất nước Lào nhé. Và khi ăn cơm xong thì mình cũng nghỉ ngơi một lúc và bắt đầu còn các anh Lào thì đã đi cắm câu tiếp. Và khi giờ cũng gần đến giờ chiều 3 giờ rồi thì cũng rút cần và chuẩn bị về. Và may mắn lại được cái con chạch cuối cùng thì rất là to. Rồi vậy là mình cũng xin kết thúc cái video của buổi đi câu ngày hôm nay nhé. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp sau của mình. Mình sẽ làm nhiều video thêm nữa về cuộc sống ở Lào. Các bạn có cần gì thì cứ để lại bình luận ở dưới video. Mình sẽ trả lời với những gì mình biết và sẽ có thể sẽ giúp ích được cho mọi người những gì thì mình sẽ giúp nhé. Và đây là thành quả ngày hôm nay của nhà mình. Có cả lươn, cả chạch, đa phần cá chạch này nhiều nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.